Xin chào các bác, em là Thanh Lam đến từ Đồng Đông Sơn ạ. Thì trong các video trước thì em đã làm một số video để giới thiệu các bác về bộ đồ thử các mẫu mã bên em đúng không ạ? Thì video ngày hôm nay thì nó sẽ khác hoàn toàn so với các video trước ạ. Thì video ngày hôm nay thì em sẽ giải đáp thắc mắc của các bác là tại sao đồng cắt tút nó lại có giá rẻ như vậy, thì liệu đó có phải là hàng đúng chất lượng không ạ? Thì dạo gần đây thì có rất nhiều bác hỏi em về cái đồng cắt tút đi ạ. Thì như các bác đã biết là đồng cắt tút thực chất nó là cái đồng vỏ đạn. Thì nếu mà để nói về chất lượng của nó có tốt hay không thì em xin khẳng định các bác một điều rất là rõ ràng như thế này, rằng đồng cắt tút nó rất là tốt, độ bền nó rất là cao, bền màu đẹp và các họa tiết khi mà các sản phẩm được đúc từ đồng cắt tút ra thì nó sẽ có các cái họa tiết nó rất là tinh tế và đặc sắc ạ. Thì ngoài ra cái về cái màu sắc thì nó rất là bền màu, nó sẽ không bị bong chóc hay là bị hoen ố đâu ạ. Thì em thấy một số bác có nói với em rằng là tại sao là cũng một cái bộ như thế này đồng cắt tút mà các bên họ chào hàng với các bác là nó lại chỉ có giá, ví dụ như em đang nói cụ thể là bộ đỉnh 80 đấy ạ, thì bộ đỉnh 50 ạ, thì các bác có nói với em là họ chào hàng các bác chỉ có 8 triệu thôi. Thì em xin khẳng định các bác đấy không phải là đồng cắt tút đâu ạ. Thì các bác hãy nghĩ như thế này ạ, khi mà đồng cắt tút ấy, một cái bộ đỉnh 50 thì làm thời gian để làm nên một cái bộ đỉnh 50 ấy bằng đồng cắt tút ấy, đúng chuẩn đồng cắt tút nha các bác, thì thời gian làm nó rất là lâu ạ, thậm chí nó có thể từ trên một tháng đấy ạ. Và cái nguyên liệu để làm nên cái đồng cắt lên cái đỉnh đồng ấy thì nó cần rất là nhiều cái vỏ đạn đấy thì mới có thể làm được một bộ đỉnh như vậy. Thì cái khối lượng ấy của một cái bộ đỉnh làm bằng đồng cắt tút thì nó rất là nặng gấp 2 gấp 3 lần so với đồng đỏ luôn đấy các bác. Và cái khi mà làm xong một bộ đỉnh như vậy thì có giá trị lên tới gấp 3 đến 4 lần một cái bộ đồng đỏ cao cấp bình thường. Và nó có một cái đặc điểm như thế này, khi mà các bác nghe thấy đến cái đồng cắt tút mà chỉ có 8 triệu thôi, các bác hỏi em là tại sao cũng bộ như thế này mà bên em lại giá cao thế ạ. Em xin thế này, thì em cũng xin nói thẳng các bác là như thế này, đồng cắt tút bên em có nhận làm được các bác, nhưng mà một năm bên em chỉ làm từ 3 đến 5 bộ thôi ạ. Tại vì cái như em có vừa chia sẻ ở trên, cái thời gian làm nên một bộ đồng cắt tút ấy nó tốn rất là nhiều thời gian và công sức bỏ ra rất là nhiều. Và cái tiền mà để thành phẩm thì nó làm ra ấy, tiền thành phẩm khi nó làm ra thì nó có giá trị rất là cao. Với cái bộ đỉnh 50 thì bên em khi mà thành phẩm một cái bộ đỉnh đấy thì gồm một đỉnh này, hai hạc này, hai nến này, nó sẽ có giá tầm 28 triệu. Đấy, 28 triệu các bác. Thì ngoài ra hiện nay thì bên em đang có một số cái mẫu mã mà được rất là nhiều, cực kỳ nhiều các bác gia chủ lựa chọn, tại vì nó sẽ phù hợp với cái giá tiền của mình này. Ngoài ra thì nó được rất là phổ biến ạ. Thì ví dụ như cái bộ em đang quay các bác đây là cái bộ bằng đồng vải các bác, thì nó sẽ có giá rất là, nó tầm giá của nó rất là vừa phải ạ, phù hợp với các gia đình nhà các bác nào mà có cái nguồn kinh phí nó hạn hẹp ý, thì mình có thể chọn cái màu này. Còn về chất lượng thì bên đảm bảo cho các bác là chất lượng đảm bảo cho mình là trọn đời ạ. Còn màu sắc thì sẽ được bảo hành 10 năm. Còn những bác nào mà gu màu của mình không thích màu vàng sáng như thế này ấy, thì mình có thể chuyển sang cái màu em đang quay cho bác xem đây. Thì đây gọi là màu hun nâu giả cổ ấy. Thì cái màu này nó rất là bền luôn. Đấy, kể cả khi mà nó có bị oxy hóa, bị nghỉ màu xuống màu thì nó cũng sẽ không bao giờ bị lộ ra bên ngoài. Và ngoài ra thì cái màu này nó mang lại cái không gian ấm cúng cho cái không gian thờ cúng cho mình ấy. Đấy, nó mang lại cái sự ấm cúng cho không gian thờ cúng nhà mình này. Các họa tiết cũng rất là đẹp nha các bác. Đấy, các bác nhìn xem này. Đấy, từ cái đỉnh này cho tới cái đôi hạc, đôi nến này. Đấy, nó rất là đẹp luôn. Họa tiết cày nổi này, cũng được làm là thủ công. Đấy, với nguồn kinh phí vừa phải thì mình có thể chọn hai cái mẫu này. Đấy, ngoài ra thì với những bác nào mà có cái nguồn kinh phí nó cao hơn một chút đấy, thì mình có thể chọn sang cái mẫu đồng đỏ thế này. Nó đã rất là đẹp rồi. Đấy, đây gọi là đồng cao cấp rồi nha các bác. Đây, em đang quay cho mình cái đỉnh tượng trưng thôi ạ. Tại vì là ở bên em bán nhanh ý, các bác lựa chọn nhiều, bán nhanh hết hàng lắm ạ. Thì hiện tại thì còn những cái đỉnh này thôi ạ. Đấy, các họa tiết vừa được làm nổi này, vừa được khắc chìm này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây, em đang quay mặt sau, để em quay mặt trước bác xem này. Cái này thì gọi là đỉnh rồng nha các bác. Đấy, thì nếu mà các bác muốn cao cấp hơn một chút ý, thì mình có thể chuyển sang hẳn. Đấy, một bộ đỉnh như thế này. Đây, gọi là cái bộ cao cấp hiện tại đây, là đỉnh đồng đỏ khảm tam khí nha các bác.
các bác nghe tam khí thì chắc chắn mình phải có ba cái loại kim loại nó được thảm trên này đấy. Nó có bạc trắng này, có đồng đỏ này, đồng vàng này. Cái bạc này là bạc ta hoàn toàn là các bác đấy. Bạc ta hoàn toàn luôn, mình có thể cậy ra mình bán lấy tiền luôn đấy. Đấy, bạc ta hoàn toàn luôn. Thì sau khi nghe những cái mà em đã chia sẻ rồi thì chắc các bác đã có thể là có những cái suy nghĩ của bản thân mình rồi, có thể đưa ra những cái lựa chọn mà thật là xứng đáng phù hợp với cái nguồn kinh phí mà mình bỏ ra rồi. Thì đấy thì lại những cái mà em muốn nói chia sẻ với các bác để khi mà các bác mua hàng thì mình có thể lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất đấy, đáng giá với đồng tiền mình bỏ ra nhất, làm sao mà phù hợp với cái không gian thờ cúng nhà mình nhất đấy. Thì nói về vấn đề đồ thờ cúng như thế này thì nó là một vật phẩm vô cùng thiêng liêng, đây là chúng ta dâng lên bàn thờ tổ tiên dòng họ đấy. Thì khi mà đã nói đến vấn đề linh thiêng thế này thì chúng ta nên tôn trọng cái đầu tiên là mình phải lưu ý đến chất lượng, làm sao là phải thật là đảm bảo để tránh có lỗi với ông bà tổ tiên nhà mình ấy bạn. Khi mà các bác dâng lên bàn thờ nhà mình với những cái mà hàng giả, hàng kém chất lượng ấy đấy, thì mình sẽ cảm giác như là nó không được cái lòng thành kính của mình dâng lên ấy. Nhiều khi mình bỏ một số tiền rất là lớn ra nhưng mà mình mua hàng chưa chắc đã là chuẩn đấy, thì các bác nên cân nhắc lại một chút. Còn đây là video em chia sẻ một vài cái ý kiến cá nhân của em. Thì các bác xem xong video này cần tư vấn hay hỗ trợ thêm gì hãy để lại số điện thoại dưới bình luận, hoặc là liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0911 740 569 để được tư vấn cụ thể và nhanh nhất các bác. Em cảm ơn các bác đã xem hết video này của em ạ.